mình chờ cả nhà, chỗ Nam quay chỗ nào. Nơi tháng tháng 7 thì mình đến đây, nơi tâm linh cái bậc nhất của Sài Gòn á. Đây là đài quả tá, đài cái gì chú? Đài, cái này để hồi cúng cho hồi đi thị trường á. Đài để bị cúng cả nhà, cúng hàng này kia là nhà tang lễ á, xong rồi sẽ đem đi chôn á, nơi tâm linh. Hay mình muốn giao duyên tâm linh đó là mình cúng xong mình đặt máy niệm Phật A Di Đà của đại danh hiệu Phật A Di Đà, rồi cầu cho vong linh được siêu thoát, được dẫn độ về Tây Phương Tịnh Độ cả nhà. Thực hành lý tốt là chứ không có sai gì hết, cứ tạm dừng thôi, làm kỹ là được, đừng là được đúng đây. Đại nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà là chúng sanh có độ nghe cái hành văn thì được Phật thì từ màu đến mười niệm nhất tâm không bắn loạn, từ những người mà bất hiếu thời tỷ bán chính pháp nó không được độ ha. Này không có đồ gốc kỹ thì khai thị Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày tháng 7 thì mình muốn gieo duyên lành cho các vong linh trên mười phương ở tại nghĩa trang này, Bình Trị Đông, mình đang được gieo duyên lành với con cõi Phật A Di Đà. Ai mà đến đến thì nghe danh hiệu Phật tông mái ha, nếu mình khai thị ha, phong linh ở đây mười phương linh ứng thì hiện và niệm Phật nhất tâm bắn loạn, nhất tâm không bắn loạn, một đến mười niệm được Phật A Di Đà gia hộ, lúc thì khỏi Tây Phương Tịnh Độ an lành. Thank you.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có nói một khỏi Tây Phương Tịnh Độ có Đức Phật A Di Đà 48 đại nguyện thứ 18 của ngài, đó là độ tất cả pháp giới cho trong chúng sanh. Nếu ai nghe tới thầm danh Đức Phật A Di Đà 6 chữ hay 4 chữ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nhất tâm một niệm đến 10 niệm, nhất tâm không bắn loạn, con đừng đợi mọi mười phương, những ai mà không bắt hiếu với ngữ nghịch, không bị bán chánh pháp được sẽ được độ về Tây Phương Tịnh Độ. Phật A Di Đà sẽ dẫn thoát khỏi ta bà. Chư vị chư văn ở đây thì nếu nghe được thì nên người Phật nhất tâm phán loạn, không phán loạn, nhất tâm phán loạn, nhất tâm phán loạn, nhất cầm cái cặp cùng con cái cầm này. Chết vì tai nạn, chết tắt đó thì tự chết vì tai nạn giao thông, chết vì mọi lý do, chết vì xe cộ, nạn kiếp này gì, tất cả đều, ai nghe thấy hồng danh chư Phật đều nhất tâm niệm từ 1 đến 10 niệm không có loạn và sẽ được Phật từ lúc về cõi Tây Phương Tịnh Độ chung và tịnh độ quốc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chư vị phân linh mười phương ở đây lên ứng thì để giao thoa nghe theo hồng danh chư Phật mà niệm đại nguyện thứ 18 với Phật A Di Đà công dân. Chú cầm cái cặp con đi trước đi. Chú cầm cái cặp con.
xuống chỗ nào con ghi. Còn quẹt tôi đốt nó đèn lên. Bữa đi làm mà nay cảm giác này linh ứng hơn nó chút hơn vào tốt. Chúng sanh tâm cỏ ta bà từ con linh và quỷ hai người thiên bạn bá thân này hiếp tâm hồng danh chư Phật 1 đến 10 niệm. Nhiều lý do thì chắc thì tới chất quan rất ít rất gần dần dịch COVID hay là ngày kia rồi đều được gia họ đất nhang đấy chứ mô Phật. Đất nhang chứ. Này 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 xung quanh là nghĩa trang nhiều lắm, là nhiều mã. Đây là đài
tưởng niệm đến người tốt đã kinh Phật này kia những nhân viên làm đó con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật A Di Đà. Có Thầy Phương Tịnh Độ, có Đức Phật A Di Đà. Có 48 đại nguyện, đại nguyện thứ 18 thì tất cả bọn mình là có thơ bà quan chết đó. Thì tai nạn chiến tranh một chết bất kỳ cử điều này giao thông nhân dân. Nếu nhất tâm nghe ca hồng danh cho Phật mà nhất tâm niệm từ 1 đến 10 niệm thì được giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ không giả dối. Nếu không được như vậy thì Đức Phật sẽ không thành Phật như đa thời không thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Những vong linh ở mười phương ở đây nghĩa trang này, nếu tin tưởng lên ấn thì nhất tâm niệm Phật, hành theo kinh Phật thì là
Phật A Di Đà Phật.
Phật A Di Đà Phật.
A di đà Phật.
Hết pin rồi sao hả? Ờ, mới tắt ra. Quay xấu không chú, cái đó quay xấu. Được. Quay được mấy chục phút rồi chút. Chắc hơn nửa tiếng à. Cũng tốt, cũng được, cũng chưa nhiều. Rồi là mình sao nữa ta? Có cần đi vô một đoạn làm tiếp không chứ? Đi đi. Ta không vô một đoạn khu nào mà. Đi đi trước trong kia, đi ra đường kia. Đi cái đường hôm nọ đó. Dạ. Chú đứng chú hút còn đưa thú đi cái con câu chơi tam đó có cái gì mà linh ứng gì không, chủ yếu có thì mình làm tiếp luôn, có không có mình cũng làm. Rồi con còn kiểm tra cái chú tắt chưa chưa à, gì đà phật. Rồi cũng như clip kia nha cả nhà, là mình xin cúng dường những ai xem clip đều được phước lành an lạc phát tài phát lộc. Cầu cho chú Năm với mình đồ này kia bá tánh chúng sanh được an lạc, may mắn bình an, một tháng một năm đầy may mắn bình an, rồi sự như ý gia đình phước lành, làm ăn công việc thuận lợi may mắn. Cảm ơn cả nhà xem clip, cảm ơn cả nhà, mình xin kết thúc nha cả nhà.